cái này em từng có thời gian uống thuốc kháng sinh. Ngoài kháng sinh ra còn dùng gì nữa? Sau em dùng một cái một loại sản phẩm như là của những cái La Roche-Posay của Pháp. Cái đấy là để chăm sóc hay là để bôi? Cái đấy để bôi. Bôi trên mụn đi. Vâng. Trước đấy thì mình có dùng cái gì không? Trước đấy không. Tức là đầu tiên là mình mụn nó có bình thường hay là mụn cái thì nó nặng như thế này luôn? Bình thì em bị từ lâu rồi nhưng mà nó cũng chỉ bình thường thôi. Còn từ sau khi mình uống thuốc kháng sinh vào thì nó lên nhiều. Em dùng kháng sinh gì? Cái thuốc mà cái loại em cũng ra hiệu thuốc thì em cũng không không biết loại gì để trị cái vết kiểu vết nhọt trên da. Trước em uống rượu bia nhiều. Nhưng mà ý là cái đấy là em chỉ ra hàng mua thôi chứ không phải là do em cho bác sĩ kê đúng không? Vâng. Em uống trong được bao lâu? Em uống trong khoảng 1 tuần. Thì sau đó nó lên nó bùng phát lên nặng nề. Em bị một vài lần rồi. Anh chị nghĩ rằng là kháng sinh cũng có thể là một yếu tố có thể gây ra hiện tượng như thế này nhưng mà cũng ít thôi em ạ. Còn bản chất vẫn là do da của em nó bị nặng hơn luôn. Vậy nó không đơn thuần chỉ là một mụn trứng cá bình thường đâu mà nó sẽ là một cái viêm của toàn bộ tổ chức dưới da nữa. Ví dụ như cái khu vực này nhỏ nhỏ thì nó giống như là một cái vùng mà viêm xuống toàn bộ chứ không đơn thuần chỉ có muốn là vài nốt nốt. Vì trứng cá nó chỉ là viêm của nang lông, của tổ chức nang lông đấy, chứ nó không có mấy khi mà nó lớn như này. Thế trong quá trình mà uống thuốc ra thì có xử lý bằng phương pháp gì không? Ví dụ như là sử dụng cái sản phẩm để đắp này không. Sử dụng sản phẩm để bôi này. Chắc là do em chỉ nặng thôi thì nó em lây tự nó nặng. Vâng. Tức là em nhìn vào gương tự nặng. Có thể nó sau một thời gian thì nó chín nó vỡ ra. Tức là em không nặng mà nó vỡ cũng rồi. Không, em cũng nặng nhưng mà thường thì có thể là sau khi rửa mặt hoặc làm gì đấy nó tác động vào nó vỡ. Tức là trong quá trình là mình sinh hoạt bình thường nó tự vỡ. Vâng. Chứ em cũng không có ý định nặng nó ra đúng không? Cũng kia cũng có. Nhưng mà vấn đề ý định là em có nhiều. Ví dụ như là thế này nhá. Tự dưng nó vỡ ra anh không nói nhưng ví dụ như em nhìn vào gương xong một tiếng đồng hồ em cũng nhìn nặng 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 thế thì có. Vâng, có. Một tiếng đồng hồ nữa? Không, không một tiếng. Anh nhìn chú ấy đấy hơi khổ thân cho chú. Thế nó bị thế này, bình thường cháu bây giờ mụn này cả em ạ. Mặc dù anh gặp rất nhiều trường hợp nặng rồi nhưng mà ví dụ nặng như thế này của em anh gặp nó chỉ khoảng từ xưa giờ anh gặp chỉ dưới 10 trường hợp thôi. Em là một trường hợp rất nặng này. Quá là nặng luôn. Em nó là một cái trứng cá mà khủng khiếp luôn. Toàn bộ vùng má này đều bị này. Bên này cũng bị này. Hai bên đều bị cả. Em hay khuya không? Có. Chắc là bây giờ phải điều chỉnh một chút về thói quen đi em ạ. Yeah. Thứ hai nữa là cái này thì mình phải xử lý nhé. Yeah. Một là mình sẽ phải làm cái gì của em nó quá là tệ mà mình chả làm cái hút tắc nghẽn được. Mình chỉ có thể làm cái xử lý nhân mụn thôi nhé. Xử lý nhân mụn. Sau đó thì anh sẽ phải cho em dùng thuốc uống, thuốc bôi. Cố gắng làm sao đấy của em nó nhanh chóng trở về bình thường nhất có thể. Bình thường, một người bình thường khám với mụn trứng cá nặng thì anh chỉ cần khoảng 1 tháng này nó phải khỏi 90% rồi. Của em thì chắc là thời gian phải dài hơn một chút. Anh nghĩ thế, không vội nữa mà. Người nhà phải hạn chế đồ cái nóng với dầu mỡ. Không sợ ra lên mặt không kém nặng. Bây giờ em có thấy đau và da mủ nhiều nữa không? Bây giờ vẫn da nhưng không đau. Nhưng mà anh thấy hầu như gần mủ bên này nó lành rồi. Đúng nhỉ? Nó lành gần như ổn rồi mà. Còn cái màu đỏ là chính thôi. Màu đỏ là màu của cái phần da tổ chức mà nó bị tổn thương do quá trình của mình bị nặng quá. Vì sao mà em lại bị nặng đấy? Để trước em nói với anh là vì em không điều trị. Hay là em sử dụng sản phẩm gì? Em có dùng sản phẩm nhưng mà em thấy là giống như chắc là có thuốc. Có hiệu quả. Cái này em xin. Giờ này em thức khuya làm gì? Đề án tốt nghiệp hay cái gì? Vâng, tốt nghiệp. Ok, thế thì mình cố gắng điều chỉnh một tí nhé em nhé, để cho nó kết quả tốt nhé. Xong để này thì nó cũng không ổn. Tuy nhiên là anh thì anh đánh giá nó phải được khoảng 60-70% rồi đấy. Em thì đánh giá được khoảng bao nhiêu phần trăm? Cũng khoảng 50%. 50%, ok. Cố gắng anh sẽ phục hồi cho em để cho nó về bình thường em ạ. Đấy, và tất cả vùng da này của em nó sẽ về bình thường hết này. Cái vùng thâm thâm này, nhé em nhé. Đỡ rất là nhiều rồi nhé. 10 phần em thấy được mấy phần à? 8 phần. Còn như thế rồi, nó nhanh rồi. Mình ra rất là tốt. Còn lại bây giờ chỉ là xử lý nốt những cái mụn ẩn những chỗ nhiễm trùng thôi. Ok, đúng nhỉ? Mình thấy nó rất ổn. Những cái chỗ nhiễm trùng nặng ở trước là nó ổn rồi. Còn mụn ẩn thôi. Mình phải điều trị tiếp thôi, nhé em nhé. Nhưng mình cũng đỡ rất là nhiều rồi nhỉ? 10 phần em thấy được mấy phần à? Như bây giờ nó cũng lành rồi,
này ra rất là tốt. Còn lại bây giờ chỉ xử lý nốt những mụn ẩn với những trùng là ok đúng không nhỉ? Mình thấy nó rất ổn đấy. Những cái chỗ những trùng nặng được trước là nó ổn rồi đấy, còn mụn ẩn rồi phải điều trị tiếp thôi nhé em nhé.